Rồi em xin kính chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục clip hôm nay thì em lại có một cái con CD đúng chất cỏ là lại ngon bổ rẻ. Thì đây là con CD Tích CD Z 500. Đây là con Z 500. Thì trước khi vào chi tiết thì con này là con CD hàng bờ, em báo rất là rõ ràng anh em nhé. Hàng bờ, con này thì bán hỗ trợ cho khách hàng. Thì con này là con cũ, mặc dù con này là con cũ nhưng mà cái nội thất và cái mặt mũi em này còn khá là đẹp. Chỉ có cái nắp lưng nó là nắp viên giả da, thì sau một thời gian nó ố ố, nó hơi cũ nhìn nó vậy thôi. Còn anh em nào muốn đẹp thì anh em vui về, một là anh em dán simili, hai là anh em đem sơn cho nó đẹp nhá. Còn phía bên trong là nó không có một miếng giờ tan xét nha, còn mới, rất là mới nha. Đấy, cái nào gọi là cái đấy. Rồi, thì với cái dòng đặc biệt là con Tích Z 500 này, thay vì bình thường trong những cái đầu đĩa CD, em ví dụ như là con 337 của Sony nó sử dụng có con chip 1541A, thì con này nó sử dụng tới hai con cho cái nhạc cờ vàng trữ tình em chơi rất là ngọt ngào. Và em đã, cái nắp lít thì em đã mở rồi, em quay luôn cho anh em xem hai cái con chip. Chủ yếu là cái tiếng của con này nó hay là cái con dây mã. Đây, đây là chạy một kê, một vế của nó là một vế left right anh em nhé. Một vế nó là một con TDA 1541. Thì đây là một con chip tiếng nó rất là hay, cho anh em chơi nhạc vàng tiết tấu hơi chậm rãi một chút. Đấy, thích hợp cho các bác, các cụ nghe nhạc vàng trữ tình bolero thì rất là hay. Đây là toàn bộ phần bên trong máy. Bên trong máy thì con này còn khá là đẹp, khá là đẹp. Và sử dụng mắt là 150 cho nên cũng khá là dễ thay. Đấy, hiện trạng máy thì không có tan xét, đôi đó cũng có những chút vết trầy xước, ví dụ trên đây thì đây là hàng bờ thì không thể tránh khỏi đâu rồi anh em nha. Hàng bãi nó còn bị, nó chỉ là hàng bờ. Thì tổng thể máy là ok hết này, mắt ngọt ngào. Đấy, con này được sản xuất tại Nhật, điện 100V anh em nha. Nó con này thì nó có cổng ra quang, anh em muốn nào một cái nguồn phát thì con này có cổng quang. Còn anh em chơi trực tiếp thì có chủ yếu là hai con TDA 1541A, tiếng nó rất là ngọt ngào. Đó, mắt mũi là ok hết. Đây, em top này, cơ ra vô là ngon lành cành đào hết rồi. Anh em đi mắt nhận rất là nhanh. Đây, nhận rất là ok. Đó, không, play thôi. Này, em tua này, mắt nhạy lắm nè. Và con này thì gần như là không có ngán đĩa luôn. Rồi, và cái cuối cùng cho cái con này với mức giá, con này là con hàng bờ, thì đối với một con hàng bãi, hàng bãi về thì trung bình giá nó khoảng 5 triệu anh em. Thì con này hàng bờ thì giá nó rẻ, chỉ có 3 triệu đồng thôi. Có 3 triệu đồng cho con Z500. Đấy, có 3 triệu đồng thôi, anh em nào mua thì alo em. Giá 3 triệu đồng là anh em chỉ khoản đủ thì em bao ship luôn cho anh em, cũng giống như là em bán hàng thôi. Con này bán hỗ trợ khách hàng. Nói chung là 3 triệu có con CD chơi nhạc vàng rất là khá là hay và giá cực rẻ. Nói hai con chip không hết nhiều tiền rồi. Đó, hai con chip hết nhiều tiền rồi anh em. Chưa nói là bộ cơ mắt rồi bên đây nữa ha. Đó. Đấy. Ok anh em nha, 3 triệu đồng. Dây nguồn vẫn là dây nguồn rin, mà cái đầu dây nguồn em thấy là bên đây nó có thay, nhưng mà thay là cái đầu rắc cắm của Nhật luôn chứ không phải là của Việt Nam nữa. Đây nè, chân nó chân này đây. Dây vẫn còn là dây rin thôi. Đấy, tình trạng nó vậy thôi ha. Đó, anh em nào yêu thì chơi thôi, rất là rẻ ha, mặt vàng chanh nhôm phay size 43, đây rất là chuẩn nè. Cùng size với con đi đời nông S10 luôn, cũng cùng màu rất đẹp nè anh em thêm nè. Để về chơi ai biết đâu hàng bờ. Đúng không anh em? Đấy ha. Rồi, mời anh em nghe thử một đoạn nha. Thì em ghép nó Amply S12 La Mã cùng với cặp loa tai nôi Thunberry HE. Tiếng cũng hay lắm anh em. Cho chất lượng khá ok. Rồi, chút xíu mới vô cái bản hay được ha.
thánh bình sưởi ấm muôn lòng. Sương khuya rơi thắm ướt đôi mình, tìm em lạnh lẽo như chiều đông ngoài biên thuyền. Rồi thì đây là một con CD cỏ ngon bộ rẻ, chất không thua xúc gì những con đầu cao anh em nha. Và giá cho một con âm ly em xin lỗi, con CD hàng bờ tích chỉ có 3 triệu đồng, nghĩa là bao ship nên em chuyển khoản đủ cho em luôn nha. Dạ xin cảm ơn em rất nhiều.